giữa thế giới thơ bộn bề của ngày hôm nay, với những suy tư nhiều khi rất tạp nham và chằng chịt của thế sự, tình yêu hay khổ đau, hoặc những ân cha tình mẹ có phần mòn sáo, thì thơ Trần Khoa Văn là một điều gì khác. Những cảm nhận về thế giới bằng một tấm lòng hướng đến những cái bình dị, những giai điệu khiêm cung từ trong những chuyển động nhẹ nhàng nhưng không kém phần xa diết của tâm hồn. Trần Khoa Văn thuộc lớp thế hệ cây bút trẻ. Anh sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa toán tin ứng dụng của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Văn bén duyên với thi ca từ bé, trong một gia đình yêu và xem trọng thi ca. Cha anh là một người làm thơ có tiếng ở xứ Nghệ. Đó là tác giả thơ Trần Ngưỡng, người đã luôn cổ vũ, khuyến khích Văn sáng tác từ lúc còn nhỏ tuổi, cũng như chặng đường dài sau này. Ông đã luôn tin tưởng và mong muốn con trai mình sẽ có được những tác phẩm hay, truyền tải đến người đọc những thông điệp bằng sự giản dị, gần gũi và tinh tế nhất. Từ tấm lòng thương yêu, nhẫn nại, cũng như mong ước, kỳ vọng của bậc sinh thành, Văn đã yêu, đã bén duyên cùng văn chương, chọn lựa song hành, nhưng không phải coi văn chương như một cái nghiệp trong cuộc đời mình. Trong vườn thi ca, biết bao thi đài sau lưng đã sừng sững uy nghiêm. Phải đi thế nào để không phải là dấu lặng trên năm dòng kẻ của thế giới nghệ thuật? Khi khúc Ngẫu Ca, tập thơ in riêng đầu tiên của Trần Khoa Văn ra mắt bạn đọc, thật sự đó không là dấu lặng, mà đang tự mở ra những thách thức cho riêng mình, sắp đặt lại mọi thứ để kiến tạo một hiện thực của riêng mình, hiện thực của đời sống bên trong. Cuốn sách được Văn ấp ủ hơn 10 năm, với vỏn vẹn 65 bài thơ, song đã thể hiện được sự chững chạc nhất định qua tâm thái, giọng điệu, kết cấu và sắp xếp ý thơ. Những bài thơ như Khúc Ngẫu Ca, Cỏ Trầm Tích, Ký Họa Miền Tây, Mùa Thu, Ngẫu Khúc Sông Lam, v.v. được nhiều người nhắc đến và yêu mến. Cái hiện thực trong thơ Trần Khoa Văn là một thứ hiện thực mà đang vận động, đang sinh sôi, được tổ chức rất là lớp lang, nhưng mà cũng rất là tự nhiên. Đấy là hiện thực đang là, chứ không phải là một hiện thực đã là. Một điểm nữa là ngôn ngữ thơ Trần Khoa Văn là một thứ ngôn ngữ mà tôi thấy là có những cách tân. Một cái thứ phối cảnh mà khiến cho người ta nhìn vào đấy là nếu mà người đọc mà không tỉnh táo thì hoàn toàn có thể hoa mắt và lạc lối. Khúc Ngẫu Ca của tôi biết, không quyến rũ như những bản nhạc chiều, không dịu dàng như bài dân ca Ý, không réo rắt như tiếng vĩ cầm Paganini, cũng không rạo rực như khúc tráng ca ngợi ca người. Thơ của Trần Khoa Văn là thơ của các trạng thái chuyển hóa đầy mơ màng, sự chuyển hóa của cảnh vật, cảm giác, của ý nghĩ và đam mê. Sự mơ màng ấy được nhân lên bởi những cuộc xâm lấn của âm nhạc và hội họa, và nó hẳn nhiên khác với sự mô tả thông thường, và cũng từ đó người đọc có thể hình dung một trạng thái sống, một cách cấu tứ và bài trí ngôn từ đặc biệt. Tôi nhuộm thứ lá vàng nhạt và buồn bã, mỏng như sợi trăng non. Tôi loay hoay mãi với bảng màu mà chẳng được một màu ưng ý. Thế là chạy ra cánh đồng, tôi hái về xăm bông lúa chín.
tôi thả vào những chiếc lá, lá xanh, vẽ bằng khoảng trời, lá xanh, vẽ bằng vạt nắng, vẫn còn phảng phất từ bông lúa. Nhưng chúng vẫn thiếu thứ gì đó, nên tôi đã pha thêm một ít quá khứ vào những chiếc lá rụng, hiện tại vào những chiếc lá đang rơi, tương lai vào những chiếc lá đang vui đùa trong nắng. Tôi vẽ thêm một tiếng chim bằng làn gió thoảng. Nối sau trạng thái của sự chuyển hóa, ta còn thấy ở thơ Trần Khoa Văn là sự kết hợp độc đáo của ngôn ngữ, sắc màu và âm thanh của thi ca, nhạc họa, là kết hợp thực với phi thực, vô thanh với hữu thanh, vô hình với hữu hình, là thế giới của mây, gió và sương và nước và nắng, đầy xúc cảm và dễ tổn thương. Tất cả hợp lại thành thế giới của mùa đều là những thứ chúng ta có thể nhắc đến, có thể hình dung nhưng chẳng thể nắm bắt. Những làn gió ban mai mải mê pha ánh nắng tinh khôi vào những dải sương mù ôm ngang đỉnh núi thành thứ rượu nồng nàn. Có những câu thơ mang dáng dấp siêu thực, cái siêu thực toát lên từ chuỗi hình ảnh vốn rất bình dị. Khúc mưa nhạt nhòa khung cửa, hơi sương vỡ tan nhẹ làn mi. Liên tưởng mơ hồ, những hình ảnh giàu sức gợi và ám ảnh thị giác của sắc màu. Hẳn vì thế mà trong thơ Trần Khoa Văn, người ta ít thấy biểu hiện các dấu vết kỹ thuật. Đó là những lời nói đôi khi giản dị, chân thành. Sự giản dị làm nên chiều sâu khắc khoải. Cuộc sống như khởi nguyên dòng suối. Điều gì không xứng đáng, đừng quá bận tâm. Bởi ta cần khám phá và trải nghiệm để trở thành dòng sông. Hãy hòa mình vào đại dương hùng vĩ và hát một khúc ca. Đừng dừng lại và than thở, bạn sẽ trở thành ao nhà. Theo tôi thì viết thơ hay viết văn hay viết báo thì khi thể hiện những quan điểm của mình thì thơ, văn và báo thì đó là chỉ là những cái phương thức thể hiện. Và những người viết ấy, khi mà trăn trở và có những cái viết từ cái xuất phát từ cái bản thân mình thì sẽ có những tác phẩm mà có ý nghĩa. Và những cái tác phẩm mà hay theo tôi nghĩ thì cũng như trong cái lời đề tựa tôi viết vào cái trong quyển sách của tôi ấy, thì cần có một cái ý gọi là cái ý chói lọi trong một cái bài viết như bài thơ hay bài văn, thì theo đôi đó những cái ý chói lọi đó sẽ là những cái tác phẩm hay và để lại cho những giá trị. Trần Khoa Văn đã ra được tác phẩm mới, một cái tác phẩm mà chúng tôi đón đọc thấy rất là có nhiều hứng thú, bởi vì thơ viết rất trẻ, có nhiều hình ảnh và câu chữ rất cởi mở. Bạn bè văn chương trong hội văn học nghệ thuật của huyện thấy rất mừng cho Trần Khoa Văn. Ở điểm xuất phát cao vì có học hành, tốt nghiệp đại học ra làm, lấy làm ở những cái môi trường rất thuận lợi cho văn chương, cho nên là tôi nghĩ rằng là sau cái tác phẩm vừa rồi đấy thì Trần Khoa Văn còn có những cái tác phẩm có tiếng vang hơn. Tin vào những suy tư của chính mình, lãng tử rộng mở và nhân hậu cũng theo cách của chính mình. Đó là Trần Khoa Văn, một Trần Khoa Văn vốn xuất phát và đeo đuổi thiên về khoa học tự nhiên. Nhưng có lẽ anh trót có duyên với thi ca, với văn chương nói chung, nên vắt một nửa hồn mình sang con đường văn học nghệ thuật. Cây bút trẻ ấy, trong mắt của những cao niên, là chàng trai đa tài, văn, thơ, nhạc, họa. Tất đều có thể hòa mình và am tường, không có sự gượng ép. Những người trẻ bây giờ, khi mà lại làm một cái công việc khác nữa thì họ chỉ coi văn chương là một cái sân chơi.
một sân chơi để vui thôi, vui thì đến, nhưng mà với Trần Khoa Văn thì có sự viết ngày càng chuyên nghiệp và chỉn chu hơn. Và điều ngạc nhiên nữa, Trần Khoa Văn là một hội viên ban văn, mới đây thì anh lại trình làng một tập thơ nhìn rất là chỉn chu. Tôi nghĩ rằng với những cái điều đó thì đáng để chúng ta trân trọng. Còn để nói về thơ của Trần Khoa Văn thì tôi nghĩ là chính vì cái sự ngẫu ca mà trong thơ của Trần Khoa Văn có những mộng mơ, những trong trẻo và không kém phần đầy suy tư ở trong đó. Với Trần Khoa Văn, sau bộn bề công việc mỗi ngày, anh cảm nhận rõ nhất rằng mình thật may mắn khi bén duyên với thi ca. Bởi ở đó, anh được sống là chính mình, được thổ lộ tiếng nói của trái tim, những ấm áp, ngọt ngào, hy vọng hay đắng cay, buồn tủi và tuyệt vọng. Cả sự ẩn ức sẽ chồng xếp lên nhau mà hiện diện theo từng con chữ. Vâng, thi ca, văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung, không cần một sự dồn ép, cũng không giống trái non xanh tự khắc chín khi đủ tháng ngày. Văn chương, thi ca là sự trải nghiệm nắm bắt, là điềm tĩnh, lắng nghe và nhặt nhạnh từ muôn mặt những gồ ghề cuộc sống. Những mảnh ghép không cố định trong trật tự cụ thể nào xuất hiện trong thơ anh và làm nên sự phong phú, đa dạng. Không quá cầu kỳ, không nặng dấu vết kỹ thuật, không làm xiếc trên chất liệu ngôn từ. Song người đọc có thể cảm nhận rằng người thơ ấy luôn mang một tấm lòng nhẫn nại, nhân hậu mà cũng vô cùng lãng tử cùng thế giới nghệ thuật thơ luôn rộng mở.